Xin chào thầy cô à, anh chị, đây là Lê Thị Chi ở lớp 73, học ở phòng của hôm nay cấp Edison. Hôm nay có sách và mọi mọi người kể con máy tính của con thì cũng có mấy cái nút cơ bản này. Cô đã dạy là nó cũng có chức năng cơ. Nghe cô. Làm cả mẫu hai. Chị con đến đây là kết thúc rồi. Rồi, cũng cảm ơn Thụy Di, cứ để cái màn hình ở đấy nhá cho các bạn nhìn. Rồi bây giờ cô mời các bạn nhận xét ạ. Các bạn nhận xét bài của bạn Thụy Di giúp cô nè, Quang Nghị nè. Dạ, con thấy các cái chức năng trong bài nó hoạt động ổn, với nhìn mấy cái màu cũng cũng ổn luôn cơ. À, rồi cảm ơn Nghị. Cô mời Quang Thông nè. Không nhận xét bài của em tự chi giúp cô nè. Dạ, theo con thấy là màu phối cũng khá là đẹp đó cô. Với lại cái phím phép tính thì con thấy cũng chưa đa dạng cho lắm. Còn thêm dạng phép tính nữa thì cái máy tính nó sẽ nhiều chức năng hơn đó cô. Các bạn thấy những cái mà so với những cái cô dạy, cô hướng dẫn rồi, bạn thiếu cái chức năng gì mà cơ bản nhất mình cần có nhỉ? Thập phân. Đúng rồi. Tụi chi chưa xử lý được cái phần thập phân à? Thực ra thì với các máy Có làm tính được. đâu, chưa thấy nút dấu chấm đâu nhỉ? Chưa vẽ nút chấm lên à? Ví dụ như là cô bây giờ cô muốn lấy 7,8 thì gõ kiểu gì? Bây giờ cô gõ là ví dụ số thập phân là số 7,8 cộng với 5,6 chẳng hạn. Thì gõ thế nào? Bởi vì cô chưa nhìn thấy nút chấm thập phân đâu. Con chưa lập trình nút chấm mà. À, chưa thật thì nút này. Đấy, cái nút thập phân nó cũng khá là dễ, nó giống hệt như cái nút phím số mà con viết ấy. Bình thường con nhấn nút số 1 chẳng hạn thì nó là cái con dùng cái hàm click để nó hiển thị lên màn hình. Thì bây giờ con tạo ra một cái nút chấm. Và cái nút chấm này nó cũng sẽ gì? Hiển thị lên màn hình giống như, tức là mình vẫn gọi cái hàm click ra thôi. Nhưng cái giá trị mình truyền vào bây giờ không phải là các con số 1, 2, 3, 4 mà là dấu chấm. Hoạt động nó giống hệt các phím số nhé. Mình nhấn xuống thì nó sẽ hiển cái dấu chấm đấy lên màn hình. Tự chị hình dung được không? Rồi con vẽ một cái nút mới đi. Vẽ có một cái nút mới đứng ở dưới cái nút C đi. Sau đó thì cô sẽ hướng dẫn cách xử lý số thập phân. Cô tìm nữa con làm sao. Rồi tiếp theo Xuân Hương, là Xuân Hương có nhận xét gì thêm không ngoài những cái cô và các bạn đã nhận xét? Em thì cũng cảm thấy giống các em như vậy, chung quan điểm. Không quan điểm. Rồi cảm ơn Xuân Hương. Minh Hương thấy thế nào giữa bài của Minh Hương với bài Tuệ Chi hôm nay? Dạ, thưa cô là con thấy cách của bạn đầy đủ hơn con nhiều, với lại con cần bổ sung thêm nhiều thứ nữa. Minh Hương so với bài của Tuệ Chi thì bạn hơn chức năng phần trăm với Bình Phương, nhưng bạn ngược trở lại bạn lại không có tính căn, không có xử lý số thập phân. Cũng bấy nhiêu nút, số lượng chức năng các bạn hình dung là bấy nhiêu nút, nhưng mà bạn thì có hai chức năng này, bạn thì có hai chức năng kia. Ở đây thì cô vẫn đề cao cái chức năng dấu thập phân các bạn ạ.
Tức là trong thực tế thì mình sẽ phải làm rất nhiều các cái phép tính toán với số lẻ thập phân. Và hầu như tất cả các máy tính chúng ta đều làm ấy, đều thực hiện thì trên điện thoại hay là trên máy tính Windows của mình hay là trên cái máy tính thật. Thì tối thiểu nó phải có chức năng để cho phép mình gì ạ? Tính toán với các số thập phân. Thế nên là Tuệ Chi bổ sung cho cái chức năng này nhá. Bởi vì là nó cần là một chức năng tối thiểu cần phải có. Còn nếu như mà Tuệ Chi thiết kế như thế này thì nó mới chỉ xử lý được số nguyên thôi. Thế mình chỉ mới chỉ là tính toán cộng trừ nhân chia rồi khai tính bình phương, tính phần trăm với các số nguyên và số lẻ thập phân thì nó chưa xử lý được. Thì đấy là một cái hạn chế trong bài của Tuệ Chi. Còn bài của Minh Hưng thì tính được cái đấy, nó chỉ hạn chế về mặt là không tính được chưa chức năng tính bình phương, chưa chức năng tính lũy thừa. Đấy, mà hai bạn thuyết trình sau đã được tham khảo rất nhiều sản phẩm, bốn sản phẩm của bốn bạn buổi trước, chưa thấy các bạn làm được thêm các chức năng mới, hơi ít chức năng. Đấy là cái hạn chế của cả hai bạn. Thì riêng bài của Tuệ Chi thì cũng tương tự với bài Minh Hưng. Thì cô thấy là về mặt thuyết trình thì cái mic của Chi hôm nay nó hơi rè. Nghe thực sự là cô nghe nó cũng không rõ câu được câu không ấy. Còn về chương trình thì giao diện thiết kế cũng ổn rồi. Các bạn ấy có chia màu các vùng phím số một màu này, các phím phép tính một màu, các cái chức năng khác, các bạn ấy dùng các màu khác nhau để thể hiện. Ok, về giao diện ok rồi. Đấy, chỉ có vấn đề là về mặt chương trình thì các chức năng mà Tuệ Chi thiết kế được thì đều đã chạy được, đều chạy ổn. Tuy nhiên chỉ có cái là nó hơi ít, nó hơi ít. Và khi mà nó hơi ít ý, thì có nghĩa là cái máy tính của mình nó chưa đủ thông minh. Mà chưa tính được nhiều chức năng thì nó chưa gọi là thông minh lắm. Đấy, mình huấn luyện cho nó, mình lập trình cho nó thực hiện được nhiều chức năng thì nó mới thể hiện được cái sự thông minh càng nhiều bạn nhé. Và cái dự án sau ấy, chúng ta cũng sẽ gọi là lập trình cho một cái con trợ lý ảo, huấn luyện nó làm sao nó thông minh để hỗ trợ để giúp ích con người. Thế thì cũng là một cái sản phẩm mà có trí tuệ nhân tạo đính kèm ở bên trong. Và cái máy tính thông minh này của mình thì nó cũng vậy. Mình lập trình cho nó càng nhiều chức năng thì nó càng thể hiện cái sự thông minh đấy. Ở đây thì các bạn, hai bạn hôm nay làm là hơi ít chức năng so với bốn bạn buổi trước. Hơi 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 ngắn. Tuy nhiên thì may là các chức năng nó hoạt động đều ổn, không có chức năng nào bị sai. Thì các bạn cố gắng rút kinh nghiệm và làm tốt hơn cho cô ở các dự án sau. Tuệ Chi thì dính cái dự án này cô thấy là nghỉ hơi nhiều và ra là nắm bắt cái nội dung nó không được đầy đủ. Mặc dù cô cũng có chia sẻ cái video bài giảng.